Nhà cách bến đò 2 cây số, nhưng mỗi khi có dịp ngang qua bến đò bằng lăng, ông Trần Tấn Lực thường dành chút thời gian ghé xem đàn cá tra nổi tự nhiên ở cạnh nhà ông bà chủ đò. Đàn cá thân thiện, quẩy nước dành thức ăn, làm ông trộn lên một niềm vui khó tả. Vì trước nay, ông chưa bao giờ thấy đàn cá tự nhiên lại gần gũi, thân thiện với con người như vậy. Hồi xưa thì cá phải nuôi trong ao hồ, ngày nay cá được tự nhiên người ta ở đâu rồi, rồi có một chủ ra bỏ công sức ra dừng để bảo vệ rồi cá. Thành ra tư tưởng tôi thấy này cũng rất hay. Người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giữ gìn đàn cá là ông Nguyễn Phước Tài, chủ bến đò Bằng Lăng ở xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Phước Tài cho biết, lúc đầu đàn cá kéo về cách nhà chừng 50 mét. Nhận thấy đó là điều lành, ông bà dùng cơm nguội làm thức ăn giữ cá. Có thức ăn và được người bảo vệ, đàn cá kéo đến ngày một đông. Ông bà phải mua cám tắm, nấu mới đủ để nuôi đàn cá. Đính sát cái chân của chú luôn, chen vô luôn, đập dưới có đủ thức ăn và được người chăm sóc mát tay, đàn cá chống lớn và kéo về ngày một đông hơn. Để đến ngày nay, đàn cá đông vui như vậy. Bến đò Bằng Lăng, nơi đưa khách qua lại hai bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, thuộc địa bàn xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, giáp ranh với xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ nơi xa đến, ông bà Nguyễn Phước Tài đến đưa khách ở bến đò này qua lại mỗi ngày. Có khi có bữa nào có gạo thì nấu cái gạo cho nó ăn, chứ đâu có ở đây mình làm đò rồi đâu có cái nguồn rau xanh gì, chỉ nấu gạo. Ngôi nhà ông bà thuê tạm trú cũng là nơi đàn cá tra kéo đến. Khi được hỏi vì sao có được đàn cá như vậy, ông bà cho đó là điều may mắn, nhưng với chúng tôi đó là một quá trình nuôi nhử công phu. Cứ cách nhau vài chuyến đò, ông và bà luôn phiên nhau chăm sóc đàn cá. Có lẽ nhờ thường xuyên được chăm sóc chiều chuộng, đàn cá trở nên gần gũi và thân thiện. Những cử chỉ thân thiện đó thực sự làm chúng tôi ngỡ ngàng, vì hiếm khi gặp đàn cá tự nhiên lại thân thiện với con người như vậy. Còn với ông, mỗi khi có thời gian chăm sóc đàn cá, ông thấy vui và tan biến đi mọi phiền muộn âu lo. Cảm bởi thấy vui mà nôn nao. Đi đâu mần mệt về phải nhảy xuống cho nó ăn, rồi giỡn một hơi, cái tự nhiên nghe nó phải khỏe lại. Kinh tế mình nó hả? Thấy thế gì chứ bánh tay bánh chân lắm, càng ngày càng đông lên. Giờ hiện nay giờ nó đông lắm, nó đặc à. Đàn cá này bây giờ khoảng bao nhiêu con? Ước lượng khoảng không biết được, vì quá nhiều rồi, không biết. Nữa. Bây giờ chú cho thử cho con coi nha. Dạ. Quá đông. Mấy mươi năm làm nghề đưa đò với nhiều bến bờ khác nhau, nhưng đây là bến mà ông bà cảm thấy yêu mến. Bởi ngoài cảnh vật con người, có đàn cá kéo đến làm ông bà cảm thấy gắn bó hơn với nơi này, cho dù bến đò ngày càng thưa khách. Thức ăn mua 240.000 bao đó. Thức ăn viên mà liền nhiêu không kịp chứ nó ăn thôi. Đúng chuẩn luôn á. Sướng quá. Đàn cá này nó cũng không biết nhiều con ước lắm á. Liện nếu liện 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 ra ngoài nó cũng ra là ngành giới của nó là nó bỏ vô liền, nó ra ngoài ăn gì đâu, có dụ nó đâu, tự động nó vô đây, nó vô là nhiều khi nào gì lo sợ không biết có đủ tiền cho nó ăn không. Mình đưa đò nó hay quá à.
Mỗi một ngày là mình cho nó ăn khoảng bao nhiêu thức ăn chú? Cho mẹ ăn rồi bắt đầu mình thì bình thường thì nhín cho nó là khoảng hai ngày một bao thì hai ngày. Mình nhưng mà thấy nó nhiều quá thì hai ngày là thiếu. Thì chừng nào hết là mua. Hai ngày bao? Hai ngày bao? Thì ngày khoảng 120-150 trở lại. Nó lậu thuốc ngoài nó ăn đó, thuốc nó xa ngoài nó ăn đó, thì mình cái hộp nào rơi ngoài nó ăn, ăn ở lậu chỉ vô. Có ngày nhiều khách đến thăm, lượng thức ăn được ông bà rải xuống tăng gấp đôi ba lần khẩu phần ăn mỗi ngày. Có lẽ nhờ đó mà đàn cá chống lớn. Dù không được che chắn rào dậu, nhưng đàn cá cũng không muốn vượt quá giới hạn nhằm tìm kiếm sự an toàn. Mình có đâu ướt gì để trên túi mà nó dày luôn cái dưới đặt nước này. Quá đông này, mình ước lượng khoảng bao nhiêu con không biết chú? Không không biết, mấy ngàn con mấy chục ngàn con thì không biết được, bởi vì nó nói gì cái chặt bây giờ không có chỗ nào mà nó nhen rộng ra được. So với lúc đầu nó đông hơn không? Đông hơn nhiều. Vậy hả? Càng ngày nó càng đông. Lúc đầu nó khoảng bao nhiêu? Chừng 500-700, 500-300 con gì đó à. Nuôi nó rồi đầu giờ không biết mấy ngàn con rồi kể. Giờ thân thiện lắm. Dạ. Cá này gờ đầu được hết hả? Nó không có chạy đâu. Kênh Đồng Tiến nối sông Tiền với vùng Đồng Tháp 10, đi qua các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An, có chiều dài hàng chục cây số. Bến đò Bằng Lăng là đoạn tiếp theo của kênh này và là nơi giáp ranh hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, cũng là nơi duy nhất trên tuyến kênh có đàn cá nổi tự nhiên kéo đến bến đò này. Với người dân địa phương, đây là một hiện tượng tự nhiên hiếm thấy, nên mỗi khi có dịp ngang qua bến đò Bằng Lăng, ai cũng trầm trồ. Còn ông bà thì lấy việc chăm sóc đàn cá để có thêm nguồn vui sống. Không chỉ ông Tám, bà cũng là người rất yêu mến đàn cá và ủng hộ ông hết mình, nên sau mỗi chuyến đò, bà trở lại nhà và không quên thăm lại đàn cá. Bởi ông bà cho rằng dẫu có bạc trăm, bạc triệu, thậm chí tiền tỷ, cũng khó mà tìm được đàn cá nổi tự nhiên tụ hội đông đúc như vậy. Cuộc sống với nhiều thăng trầm và vất vả, nhưng đàn cá sau nhà đã giúp bà quên đi phiền muộn. Bởi mỗi khi thấy nó là bà lại reo vui trong lòng. Từ ngày có đàn cá kéo đến, bến đò Bằng Lăng trở thành địa điểm thú vị mỗi khi khách ngang qua, vì lúc nào cũng có thể ngắm nhìn đàn cá reo vui tìm thức ăn, bất kể là đêm hay ngày. Gia đình làm gì cũng có chuyện chứ, con cái rồi về giặt cát rồi khó khăn, rồi có nuôi bầy cá này làm như nó cởi mở của chút đỉnh, nó vui trong lòng mình, nó không có buồn gì hết trơn á. Buồn thì ra đây hốt ra thức ăn cho cá ăn, hoặc ra không có thức ăn thì mình nấu gạo. Có duyên với là cá thương cô, đến đây thì cô phải cho nó ăn cho đến nên chốn cho nó lớn. Rồi là cô phải phóng sinh nó chứ không phải là cô nghĩ cái gì khác hơn đâu. Nay lớn rồi hả? Vậy hả? Bò cấp trước nhỏ xíu hả? Cái này mà được người nào mà chở thêm là phải nó lớn dữ dằn chứ không phải là. Bữa nay chú thấy nó lớn hả? Lớn chưa? Lớn dữ dằn lắm. Mỗi lần đi ngang qua lại thấy nó thấy có thú vị không chú? Trời đẹp lắm, thiếu gì. Tại vì ở đây vùng này không ai hiếm có được gì đâu. Ta đi lần nào cũng vậy, ta cũng xin vô coi cho ăn coi rồi ta mới đi. Thế mà cái này chi tiêu một ngày cho một bao á là tôi bảo đảm là nó lớn dữ dằn. Đó cá ở đằng cách đây khoảng 10 mét,
Để cho nên đó là tôi thấy dễ thương quá, giờ bến đò về đây. Rồi tôi mới nói thôi giờ mấy cá ơi, bây giờ về là chỗ ngay trên chỗ nhà tôi đi, rồi tôi nuôi cho. Đó. Thì lần đầu cá rất là còn nhỏ, cho ăn thì mới đầu ít, từ 1 ký gạo tới 2 ký, rồi riết lên tới 7-8 ký. Cho nên bây giờ vẫn tiếp tục nuôi, gắng cố gắng nuôi cho đàn cá này để mà duy trì cho nó sống tốt. Chứ giờ hiện nay nguồn lợi thủy sản rất là cạn kiệt rồi, mình phải có tinh thần trách nhiệm giúp cho cá và giúp cho xã hội. Làm nghề đưa đò trời đêm mai đó, nên mong muốn của ông bà là được gắn bó lâu dài với bến đò này để có điều kiện gắn bó chăm sóc cho đàn cá tốt hơn. Nhưng để bảo quản giữ gìn đàn cá nổi cũng không dễ trước áp lực săn bắt, dù đàn cá ở vị trí sát cạnh nhà. Tôi thấy nó càng ngày càng vô nhiều á, thành thử ra thì kệ đi, tại mình duyên nó mới đến. Có duyên nó mới đến đây thì mình đến đây thì cô phải cho nó ăn. Mỗi một ngày mình tốn cho nó nhiều trong việc ăn uống của nó không? Tôi cho nó ăn là một ngày á, 2 ngày á là 1 bao. Mà thấy á, tội nghiệp quá thì không đủ á, thì 3 ngày á, thì 2 bao. Thì mua 1 bao á, là 240 á. Thì mình mua mình để cho nó ăn lại đi tới đâu hay tới đó. Giá trời cho đưa đò nó đắt được, mình có tiền mình cho nó ăn. Có lòng yêu thương mến cá rồi mới nó mới nuôi được. Cá thì dưới sông đẹp nhưng mà con cá nó tôi dễ thương quá, mến tay mến chân quá, để cho nên tôi cũng muốn ở lại để mà nuôi đàn cá này cho lớn lên. Thì bây giờ thì mình phải cho ăn hạn chế mức độ 2 ngày 1 bao, có ăn khoảng 240 1 bao. Còn nếu mà mình đưa đò mà khá khá một chút đó, thì mình cho 3 ngày 2 bao. Nói vậy. Cho nó ăn thì nó hình như nó ngủ lại. Nó có đàn mấy con cá trưởng bày á, mấy con cá đen, mấy con cá gọi, có người ta gọi là cá bà cậu á. Nó dẫn về đây, giờ đây có mấy con cá đen, cá đỏ có, mấy cá hơi vàng vàng, rồi cá rắn rất là nhiều. Có con cá hồng này. Sao mà biết chú? Cái này cá hồng nè, nó hồi đó về cái màu đó đó. À, cá màu hồng ha. Cái này nó màu vàng. Rất là thích thú. Ta nói sao mà gì nuôi hay vậy? Đâu phải là dễ tìm. Nhìn đàn cá là thấy reo vui ở trong lòng rồi ha. Nó chặt cái chỗ nó ở hiện tại giờ đó là một lần nó lỏng rồi, giờ tôi cô thấy nó ăn nó chen chút nó chặt. Cho nó tái tạo cái nguồn lại thủy sản lại ha chú. Mình thấy rồi. Dạng hết sức rồi, đâu có cảnh nào mà nó nhìn được như vậy. Nói đúng hơn á thì cá này thì nó không có nói chuyện gì được, nhưng nó khuyến khích cho mình là mình có một cái năng lượng hay sao ấy mà bảo vệ nó và nuôi nó. Thì cá nó rất là nhỏ, còn ngón tay cái kìa, giờ cá con nó hơn ký nữa, ký ngoài. Có nhiều người thắc mắc hỏi sao đò vậy mà ồn ào như vậy mà nó chịu ở, thì cũng nó chắc cũng phải có duyên gì đó, mình cũng không biết. Vàng quá vàng hả chú Tâm? Thường nó cũng để vậy là nó nước nó tụt. Giờ nó cạn kiệt hết rồi,
mỗi ngày tao đi xịt hoài, đi xịt qua xịt lại hoài lấy gì còn. Tiền. Nữ thấy dễ thương quá nữ nuôi đó. Tôi thấy nhiều khi nó cũng phải cảm nhận đó. Bởi vì nếu mà mình cho ăn cá xong đó thì cơi chim dài cá nước, mà mình cho nó ăn vô tay mình cho ăn thấy nâng niu vuốt đầu nó được. Thành thử cho nên mình thấy cũng khoảng khoái lắm. Thấy nó cũng biết cảm nhận là mình là người thân thiện với nó. Cảm nhận nó mới nó cảm nhận được thì nó mới gần gũi mình được. Chứ còn nó ra cá xong mà mọi người mà nhìn được con cá thì con cá nó chạy mất rồi. Mấy cá đó là mấy cá vô đợt đầu, còn mấy cá nhỏ nhỏ đợt sau. Vậy là nó cũng đến nhiều đợt hả chú? Nhiều đợt, tới hoài, tại hoài đâu đúng. À, vậy là có cá bự, cá nhỏ ha? Ờ, nó bị cá sông rồi đâu quá. Nhiều con gì đâu rồi, cứ tiếp kìa. Hai trọng lượng nó được khoảng con lớn nhất là được nhiêu rồi chú? Cũng gần 2 kg rồi, mấy con bự nó khó bắt quá, nặng quá. Để... con thứ mấy thì nhiều, nhưng con này là con thứ mấy nè. Cá này là cá tra đây hả chú bác? Dạ, cá tra. Cá tra. Mình thấy ở tự nhiên mà nó gần gũi với mình quá. Ừ. Đó, cái này nó hết sức rồi. Trời ơi, tự nhiên. Sông Cửu Long chạy về đây nè. Đây là sông Cửu Long. Đây Nguyễn Tiếp mà, nhưng mà sông Cửu Long thì thật cái bản thân tôi thì thấy cũng vui lắm. Gia đình tôi và con cái giờ rất là vui. Rất là vui là nó cũng đồng tình. Đồng tình là ba nuôi gì được, ba đừng bắt ăn, ba nó cũng dặn nó nói, trời ơi tao nào giờ có bắt ăn đâu. Nó cũng dặn ba ơi đừng ăn nha. Đâu có. Dễ gì. Thấy những con cá nào mà nó đặc biệt, nó thấy trong lòng nó xót xa gì đó, thấy nó nổi lên rồi liệm theo thức ăn cho nó. Nghề đưa đò rề đê me đó, nên ông bà từng có dự định, nếu một mai, vì một lý do nào đó, ông bà không còn tiếp tục đưa khách ở bến đò này, ông bà sẽ chở đàn cá phóng sanh ra sông lớn, để nó lội ngược về thủy tổ phía thượng nguồn. Vui thiệt ha. Thôi chú ạ. Vậy hả thêm? Vàng của nhà này nè, mấy con cá nè. Dạ. Không được đâu. Ai mà bắt nó con cái cô buồn dữ lắm luôn á, cô đâu có chịu. Đây cô đã nuôi cô nó rồi. Chú cho nó ăn từng hạt luôn. Giỡn chơi nó thì vậy cho nó bớt mệt mỏi, mỗi bữa nào mình đi làm gì mệt á. Móm cho nó từng viên luôn ha. Cho thì con. Dạ. Vậy chứ vui lắm. Thấy thoải mái cho người lắm. Dạ. Nếu cuối cùng không được, tôi sẽ đem hết đàn cá này ra ngoài sông Cửu Long, ống xanh. Đó, lúc đó tôi mới hết trách nhiệm. Gần 2 tháng sau, chúng tôi trở lại bến đò Bằng Lăng để xem lại đàn cá của ông bà chủ đò, với hy vọng gặp lại đàn cá đã từng được ông bà chăm sóc và đã từng mang đến niềm vui cho nhiều người. Điều làm chúng tôi bất ngờ là đàn cá đông đúc ngày nào giờ trở nên thưa thớt. Số còn lại thì nhút nhát và có thái độ dò xét mỗi khi ông trải thức ăn để nhử chúng trở lại. Ông bà cho biết, cách đó ít ngày, bỗng dưng đàn cá chết đột ngột và trôi dạt về hai phía, cách đó độ chừng vài trăm mét. Trước đó, ông bà đã từng thổ lộ, nguồn lợi thủy sản tự nhiên cạn kiệt, nên áp lực săn bắt bằng các cách săn bắt tự diệt luôn là mối lo,
dù ông bà luôn túc trực bên cạnh, thì nay mối lo ấy đã trở thành hiện thực. Dù biết được đó là chuyện chim trời cá nước, nhưng chúng tôi cảm nhận ở ông bà một nét buồn thoáng qua, vì đàn cá thân thiện mà ông bà đã ra sức gìn giữ với mong muốn bầy cá nổi tự nhiên, môi trường thiên nhiên được gìn giữ cho lâu dài. Mỗi người cũng có một cái thú vui khác nhau. Người thì chơi kiển, còn mình thì nuôi cá hoang dã. Thì mình thấy nó sống mà khỏe mạnh là mình vui rồi. Để nó nhịn một cái buổi ăn sáng, thì vợ chồng nhịn buổi ăn sáng để nuôi cho đàn cá thôi. Chứ còn không có nghĩ rằng mai mốt đây để thu lợi nhuận, không có. Đó tự nguyện mà. Thì thoải mái, không có gì hết trơn á. Thay thế gì chú cố gắng. Cũng như làm thêm giờ ngoài giờ ra, thí dụ như đò 10 giờ nghỉ, bà con có nhu cầu thì gán thức dậy đưa để kiếm một cái ít tiền đó để mà mua thức ăn cho cá. Hoặc là ăn sáng, hoặc là hai vợ chồng ăn sáng thì mất đi xích sót 50 ngàn. Thì thôi 50 ngàn đó thôi, vợ chồng mình ăn gói sâu đi, rồi mua cho cá. Trong khi mệt mỏi rồi mình cho ăn cái rồi cũng tiêu tan, rồi về thấy rất thấy vui. Chứ hơn nữa bà con đi vòng vòng đây thấy ở chỗ này có tôi nuôi bầy cá, người ta cũng khen, mấy cái gì mình cũng vui. Nuôi nhữ cá để mang đến niềm vui cho mình và những người xung quanh, nhưng niềm vui đó có lẽ không phải ai làm cũng được. Bởi ở ông bà chủ đò ở bến đò Bằng Lăng còn có lòng thánh thiện, một tình yêu thiên nhiên để nuôi giữ đàn cá, góp phần tái tạo đàn cá cho sông rạch đang ngày một ít đi. Tương lai, đàn cá nổi tự nhiên ở bến đò Bằng Lăng có thể ít, nhiều hơn hoặc không còn. Nhưng người dân qua lại hai bờ của bến đò Bằng Lăng có thể nhớ về một khoảnh khắc đẹp trên dòng Mekong có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Và ông bà chủ đò có lòng yêu mến thiên nhiên như thế.